À, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay má phanh cho xe máy Insight 135 một cách nhất và chuẩn xác nha các bạn. Các bạn hãy chuẩn bị một cái tút lắp vít và một cái lục lăng 6 để chúng ta vặn cái con ốc ở đây. Khi chúng ta vận hành xe mà nghe cái tiếng kêu xẹt xẹt, tức là rất đều, đi càng tốc độ thì càng thấy cái tiếng kêu rất là đều, thì chứng tỏ rằng là má phanh đã mòn nha các bạn. Sau đó các bạn hãy sử dụng bằng tút lơ vít lại làm sao để cho cái bít tông nó lùi, bởi vì cái má phanh này nó đã hết cả nha các bạn. Từ khi nãy thì chúng ta hãy lau chùi sạch sẽ. Mòn sạch luôn nha các bạn. Đây nha các bạn, mòn như thế này mà. Bây giờ chúng ta thay má phanh mới, này cũng là rất là chất lượng nha các bạn. Sau khi chúng ta đã vệ sinh sạch và đã ép được cái phần bê tông rồi thì chúng ta sẽ đưa má phanh vào nha các bạn. Cái mẫu này nó sẽ ăn vào ở cái trục bên kia nhé. Đây, cái má phanh vào thì ăn vào vị trí này nha các bạn, cái mẫu của nó. Còn đối với cái mẫu này thì lại gác lên ở vị trí này phía trong của nó nhé. Sau đó là chúng ta sẽ vặn lại nhé các bạn. Như thế là ok nha các bạn. Đây là cái cách thay má phanh một cách đơn giản. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cái cách thay má phanh của chiếc xe Insight 135 nha các bạn. Thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.